Bạn Bo ơi, bạn đội chậu đi đâu ấy? Con vật và tùy á. Ôi bạn Bo đây bảo có cái chậu gì hay thế, bạn giơ cho các bạn xem luôn cái chậu của bạn ra đã. Chậu hình con voi. À đúng rồi, Bo có cái chậu hình con voi thật luôn các bạn ạ. Đây này, chậu hình con voi, bạn Bo lại dùng cái chậu này đi tìm đồ nhá. Wow, đi thôi bạn Bo ơi. Ha, đi theo chân bạn Bo nhá các bạn ơi. Ui cái gì bạn Bo bạn hét ghê thế. Ui, cái cây kia có nhiều cái gì đấy. Bạn thử đến thế nào. Cây không có quả mà lại có cái gì màu sắc quá các bạn ơi. Các bạn chờ để Bo hái xuống nhá. Đâu, để chậu ở đây, để chậu ở đây nhá. Rồi, các bạn chờ để Bo đến bạn hái xuống xem là cái gì nào. Cái gì đấy? Trên cây có gì đấy bạn Bo? Wow, các bạn, ui, cái đầu có gì lủng lẳng đấy bạn Bo ơi. Nó dài thế. Ui, nó thẳng lắm rồi kìa bạn Bo ơi. Có gì đấy? Các bạn biết đây là con gì chưa? Bo không sợ à? Đấy là con gì bạn Bo nhỉ? Lôi xuống cho các bạn xem nào. Ui, con gì đấy bạn Bo nhỉ? À, một con rắn à. Wow, rất là to dài luôn. Đó, bạn Bo thả chậu rồi. Bo lấy để cho các bạn xem tiếp ở đấy còn có cái gì nữa nào. Cái gì đấy bạn Bo ơi? À, một bạn thỏ cho vào rổ luôn rồi. Lấy tiếp xem còn gì ở đấy nữa không. Ôi, cái gì đấy nhỉ? Một chiếc xe cứu hộ cho vào chậu luôn. Cho vào chậu luôn. Còn cái gì nữa không bạn Bo ơi? Xe là gì đấy? Một chiếc xe máy múc. Rồi đi tiếp đi. À đi tiếp thôi bạn Bo ơi. Ui ở đây cái gì? Có gì đây? Wow, ở đây cũng có nhiều đồ quá này. Đấy là một một anh shipper. Một bạn shipper. Rồi. Ui một cái gì á? Vừa rơi kìa bạn Bo kìa. Cho vào chậu đi bạn Bo ơi. Cái gì vừa rụng xuống này. Cái gì đấy? Quay mặt lại đây để quay mặt lại đây để cho mọi người xem đấy là cái gì nhỉ? À, một chiếc xe chở nước cho vào chậu luôn. Còn gì nữa không? Rồi rồi, con gì đấy? Wow! Một con chuột chít. Con chuột chít biết ăn mà không biết hát. Ồ, cho vào chậu luôn. Còn gì nữa không? Bạn Bo đi lấy đi. Lấy hướng. Quay đây cho các bạn xem nào. Wow, một bạn xe chạy có đèn phát sáng hơn kìa. Rồi, cho vào chậu luôn bạn Bo ơi. Một chiếc siêu xe địa hình luôn các bạn ạ. Xe đầu thú nhá. Khi chạy thì có đèn phát sáng luôn. Rồi, cho vào chậu đi bạn Bo ơi. Ui, mình còn thấy cái gì gài ở kia nữa kìa. Ở cái cột kìa, phía xa xa ấy, màu xanh đấy, to thế. Bạn lại đi xem là cái gì. Có bạn nào đoán được đấy là cái gì không? Trông như cái chày giã gạo ấy nhờ các bạn ơi. À, cao có bạn Bo, không lấy được để mình giúp bạn nha. Đèn, đèn, đèn. Wow, thì ra là một khẩu súng nước các bạn ạ. Một khẩu súng nước rất là to luôn, păng păng. Khi nào mình cho nước vào là bắn được đúng không?